Hello, chào cả nhà. Đợi một chút các em giúp thầy xe vào trong cái nhóm chat của lớp mình nhá. Các thanh niên giúp thầy xe vào trong nhóm chat của lớp mình, xong rồi xe lại vào trong nhóm lớp mình nhá, giúp thầy. Rồi mình bắt đầu buổi live ngày hôm nay. Buổi live ngày hôm nay là tiếp nối buổi live hôm qua. Hello em Ly. Chào Trần Minh. Đợi một chút cho các bạn cùng vào học. Các em làm hết bài tập chưa? Như thế là nói hôm nay mình sẽ chiến nốt cái phần mà tinh bột với lại sen của hôm qua. Sau đó là mình sẽ sang tiếp là cái phần mà carbohydrate tự luyện. Cái phần này của mình ý, thì mục tiêu của mình học sẽ là sang cái phần amin, amino acid, peptide, protein. Thầy sẽ không dạy ở live, thầy sẽ không dạy phần đấy ở live ngoài nữa. Thầy sẽ trực tiếp thầy cắt cái live ngoài của nó đi và chỉ live trong nhóm lớp mình thôi. Các em nhớ chưa? À. Live VIP thì nó phải VIP. Chào Nhi Nguyễn. Hello em. À, hello cả nhà. Ôi, lớp mình thì có da sen vô hơ nữa. Tên lạ quá, thầy chưa nghe cái tên này bao giờ luôn. Hôm nay like trong nhóm kín. Ừ đúng rồi, không share vào ấy thôi. Share lại vào trong cái tin nhắn của nhóm mình ấy. Để thầy share, đây rồi, thầy share luôn rồi. Thầy xem luôn vào tin nhắn nhóm mình rồi, xong rồi. Đấy, đợi một tí cho các bạn vào học xong rồi mình bắt đầu học nhá. Ok. Glu group này. Sac man này. Sen lu tinh bột này. Đây, hôm nay mình sẽ like về cái phần nốt cái buổi hôm qua thì dừng chỉ ở chúng ta ở ví dụ số 14 đúng không? Qua ta dùng ví dụ số 4, hôm nay mình sẽ làm nốt này câu 98, câu 99, câu 100, 101, 102, ví dụ 15, 103, 104. Sau đó mình sang phần bài tập tự luyện của carbohydrate, thế là mình xong hoàn toàn carbohydrate. Hello, chào Hoàng Anh. Các em có nghe rõ thầy nói không? Ủa, hôm nay tối nay xem đông nhờ? Nhóm mình gần 100 bạn rồi đấy, phải làm sao một buổi học 50 bạn, 70 bạn chứ, học ít thế. Ok, không chờ đợi gì nhiều nữa đâu, chúng ta bắt đầu buổi học luôn. Các bạn vào sau thì bạn có thể xem sau được. Chúng ta livestream trên nền tảng sách của thầy. Đấy, sách của thầy sắp xuất bản rồi. Thầy đang mẹ rất là trâu chó làm cái sách. Nào, thế bây giờ thầy mới phô những skin kinh khủng nhất ở trong nhóm live. Mình có này, phần cellulose cộng axit nitric để tạo thành cellulose trinitrat. Các em cần nhớ thầy skin kinh khủng là gì? Sen ăn 3HNO3 để tạo thành cellulose trinitrat. Được chưa? Vậy đề bài nói này. Thứ nhất là hiệu suất là 60%. Vậy này là 0,6 này. Mình tìm được số mol của cellulose trinitrat bằng 594 chia 297 thì bằng 2 mol. Đề bài hỏi hệ thể tích axit nitric, vậy là hỏi về HNO3. Vậy suy ngược lại mình có 2 nhân 3 là 6. Thuận nhân nghịch chia. Vậy 6 chia 0,6 thì bằng 10. Vậy là mình tìm được số mol HNO3 nhé. Sau khi tìm được số mol HNO3 thì chúng ta hoàn toàn tìm được khối lượng của HNO3. Khối lượng của HNO3 nguyên chất sẽ bằng 10 nhân với 63. Từ đó mình tìm được M dung dịch HNO3 bằng M chất tan chia C%. 10 nhân với 63. Các em chú ý C% bằng 63%. Vậy là chia cho 0,63. Thì bằng bao nhiêu nhỉ? 10 nhân với 63 chia cho 0,63. 10 nhân 63 chia 0,63 bằng 1000. Vậy cuối cùng bây giờ mình tìm được V. Đúng rồi, Hiền Nga chính xác, Hoàng Anh chính xác. V bằng D bằng M trên V, V bằng M trên D. Vậy là bằng 1000 chia cho D là 1,52. 1000 chia 1,52 thì bằng 657,89. 657,89 hay nói khác chính là 657,9. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. Các em nhìn rõ chưa? Các em hiểu không? Thanh niên hiểu không? Chào Thanh Thường. Hello cả nhà. 657,9. Ở thế này mình có câu 98 với câu 99 trùng nhau các em ạ. Hai câu này trùng nhau cái giải như nhau. Không phải chữa nữa. Nhá. Mình tiếp sang câu 100 nhá.
sang cộng 100. Chào Lan Anh, hello Lan Anh. Wow, sang cộng 100 nè. 100. Câu 100 ở đây đề bài hỏi là thể tích, vẫn là thể tích dung dịch H2O3. Câu chuyện vẫn như cũ thôi. Vẫn thể tích dung dịch H2O3. Vậy mình có này. Vậy mình có này. H2O3 cần dùng để tác dụng với lượng dư cellulose. 3 thằng H2O3 giờ mình phải giải nhanh hơn chào Thanh Thường. Để tạo thành cellulose trinitrat, đúng không? Hiệu suất, đây không cần hiệu suất này. Số mol cellulose trinitrat các em cứ lấy cho thầy 297 chia cho 297 thì bằng 1. Rất tốt, Thanh Thường, Lê Gấm tốt. Suy ngược lại mình có 1 x 3 bằng 3. Vậy là 3 mol H2O3. Hoàn toàn đến đây mình tìm được khối lượng của H2O3 nguyên chất sẽ bằng 3 x 63. Từ đó mình tìm được khối lượng dung dịch của H2O3 bằng m chất tan chia c phần trăm. 3 x 63 chia c phần trăm là bằng, đây này, 63%, 63% có nghĩa là 63/100 là bằng 0.63. Thế là bằng m dung dịch bằng 3 x 63 chia 0.63 bằng 300. 300 gam dung dịch. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được V. D bằng m trên V, vậy V bằng m trên D. 300 trên 1.52. 300 chia 1.52 bằng 197.36. 197.36 thì gần bằng 197.4. Đáp án đúng mình là đáp án D. Các em hiểu chưa? Dễ ợt chứ mà, đúng không? Dễ gần như húp cháo. Chẳng có gì khó khăn cả. Những câu này cực kỳ dễ. Vấn đề là mình phải nắm được phương pháp giải. Sang tiếp nha, câu 101. Sang tiếp câu 101 này. 101, cellulose trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa acid nitric với cellulose. Hiệu suất phản ứng là 60% tính theo cellulose. À, hiệu suất phản ứng 60% tính theo cellulose. Nếu dùng 2 tấn sen thì thu được cellulose trinitrat. Đúng rồi. Hiệu suất phản ứng 60% và anh này là 0.6 này. Nếu dùng 2 tấn sen và mình có 2 chia cho 162 thì ra là cellulose trinitrat cũng bằng 2 chia 162. Đúng rồi, mấy cái độ rượu này mấy ông đã đi lên trên lớp ý. Mấy cái độ rượu mà thầy chữa đi lên trên lớp ý, bọn bạn làm sai liểng xiểng. Chúng nó phải áp dụng công thức và chúng nó không bao giờ nhớ. Trong khi đó bọn em học thầy, bọn em nắm được bản chất, sau đó là không bao giờ bị sai liểng xiểng như các bạn. Là ok, cứ phải làm thật nhiều bài tập thì mới ngon được nhá. Nhân với 0.6, bọn học không chắc là đi hết luôn, ngằng cụ tỏi. Thế nên em nhìn thấy là các anh chị học thầy kiến thức cực kỳ chắc nên điểm rất cao. Mình có, thế là ra được số mol của cellulose từ trinitrat. Giờ học theo thầy như này là điểm sau này cực kỳ cao luôn. Thế sau đó mình nhân với lại 297. Nhớ là phải chăm chỉ học, không được bỏ một buổi học nào. Thầy là vẫn rất là buồn khi mà nhiều bạn không học được like, nhưng là không thể biết được rằng là các bạn mấy hôm nữa có bài kiểm tra là biết ngay là bạn đã theo học chuẩn không. 2.2 nhá. Và đáp án đúng của mình là đáp án D. Và nhớ là tất cả các bạn trong lớp live VIP của thầy thì nhớ là phải làm gì? Bấm máy tính bằng tay trái, nhớ chưa? Hello Phạm Nghị Tâm. Là mình có tiếp 102. 102 này. 102. Để điều chế 53.46 kg cellulose trinitrat, hiệu suất 60%, cần dùng V-lit acid nitric. Acid nitric với là 3 thằng H2O3 thì thu được thằng cellulose trinitrat. Hiệu suất 60% thì nó là 0.6. Được chưa? À, điều chế 53.46, bấm máy tính tay trái nha. 53.46 chia 297 bằng 0.18. 0.18. Suy ngược lại này, 0.18 x 3 chia 1 bằng 0.54. Thuận nhân nghịch chia, chia cho 0.6 thì bằng 0.9. Hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được khối lượng của H2O3 nguyên chất, cứ phải chắc chắn nguyên chất bằng 0.9 x 63. Hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được khối lượng của H2O3 trong dung dịch nhá. C phần trăm bằng m chất tan chia m dung dịch. Vậy m dung dịch bằng m chất tan chia C phần trăm này bằng 94.5% bằng 0.945. 0.945. Vậy bằng 0.9 x 63 này. 0.9 x 63 chia 0.945 bằng 60. M dung dịch bằng 60. Nhưng đừng tô, 60 vội, từ từ. D bằng 1.5 đây này. Vậy mình mới tìm được V. D bằng M trên V, V bằng M trên D. 60 chia 1.5 thì nó bằng 40 cơ. Vậy cần dùng V lít acid nitric 94.5% thì phải là 40. Rất nhiều đứa tô nhầm y dây. Là chết. Phạm Tuân đúng, Nhi Nguyễn đúng, rất tốt. Đấy, học như vậy nó chuẩn. Giờ mình sang phần cuối cùng, phần dạng số 6, chia dạng cuối cùng là xác định số mắc xích. Đấy, phần xác định số mắc xích thì rất đơn giản. Thì chúng ta chỉ cần nhớ thế này.
tinh bột hay là sen thì nó đều là C6H10O5, tất cả n lần thì nó có phân tử khối đúng không? Vậy mình có n là số mắt xích này, thì n luôn bằng phân tử khối chia cho này anh này 162, thế là xong, rất là dễ, thế hoàn toàn này. Cái ví dụ số 15 này, sen lurose trung bình trong sợi bông, đây phân tử khối 1.750.000 175000 chia cho này số gốc trong phân tử, thằng này là 162 đúng không, chia cho 162 thì bằng đây này 10802. 10802 phải đáp án đúng, chúng ta đáp án à, rất là dễ đúng không? Sao có 103 nhé, 1.620.000 162000 1.620.000 giá trị này n, thế thì anh này cũng là 162 chia cho 162 bằng 1.000.000 thôi chết nhầm, chia 162 chia 162 bằng 10.000 phải đáp án đúng, đúng chúng ta là đáp án à, rất là dễ. Và cuối cùng này 4.860.000 4.860.000 4.000.000 chia cho mắt xích glucose chia 162 nhá, chia 162 bằng 30.000 thì đáp án đúng chúng ta là đáp án E, 30.000 nhớ chưa, 104C đâu, mắt lé rồi, 4.860.000 thì là 30.000 chứ, 30.000 đáp án E chứ em, đúng không? Đấy nhá, đấy là mình xong nhá. Giờ mình sang phần bài tập tự luyện. Phần bài tập tự luyện này đầu tiên là toàn lý thuyết, thì mình sẽ cố gắng mình chữa. Hôm nay mình cố gắng mình chữa từ câu số 1 cho đến câu số 20 thôi, bởi vì thầy biết là nhiều đứa còn chưa làm bài tập. Đúng không? Nhá. Hay thôi hôm nay mình cứ chữa full đi. Chữa nó chán rồi, nhưng mà chắc là nhiều đứa chưa làm đâu nên thôi, thầy cứ chữa đến câu 20. Xong buổi tới rồi mình sẽ chữa full. Chữa đến bao giờ thôi. Nhớ là buổi tới là buổi sáng chủ nhật nhá. Nhớ chưa? Nhớ đấy, nhớ phải theo dõi mà học. Câu số 1. Trong các nhận xét sau đây, thế là mình có 4 buổi đấy nhá. Tối thứ 2 này, tối thứ 4 này, tối thứ 5 này, sáng chủ nhật. Trong các nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng nhớ comment đáp án nào. Coi như là test một phát. Sau đó là mình còn có bài kiểm tra đấy. Trong các nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng, tất cả các chất có công thức CnH2O, tất cả m lần đều carbohydrate, cái này sai. Tất cả các carbohydrate đều có công thức, cái này mới đúng này, CmH2O tất cả m lần này. Đa số các carbohydrate đều có công thức chung này. Phân tử carbohydrate đều có 6 phân tử carbon là sai này. Thì cái từ chuẩn nhất ở đây nó phải là từ gì? Đa số các carbohydrate đều có công thức chung, phải sách giáo khoa nói thế. 1C. Đấy, ui chưa gì chết hết. Đa số các carbohydrate đều có công thức chung CnH2O tất cả m lần. Nhớ nhá. Nhớ nhá, từ đa số. Được chưa? 1C, Lê gấm đúng. Phạm Lý Vân cũng bị lừa, Hoàng Oanh cũng bị lừa. Sai cái bí B sai là sai từ tất cả. Được chưa? Hiểu chưa? Câu số 2 này. Nguyên tắc phân loại carbohydrate thì dựa vào cái gì? Thế mình nhớ này, monosaccharide thì không bị thủy phân, disaccharide thì thủy phân ra được 2 tiểu phân, polysaccharide thì thủy phân ra được rất nhiều tiểu phân. Đúng chưa? Vì vậy nên không phải là phân biệt dựa vào tên gọi, chẳng phải dựa vào tính khử, chẳng phải tính oxy hóa, mà phân biệt dựa vào phản ứng thủy phân. Hiểu chưa? Câu số 3 nhá. 3 2 D chính xác. Comment đáp án thật nhiều vào các em nhá. Câu số 3 3 đáp án gì nào? Trong dung dịch nước glucose chủ yếu tồn tại dưới dạng gì? Vòng mấy cạnh? Vòng 6 cạnh, chính xác. D. Câu số 4. Đúng không? Vòng 6 cạnh. Nhưng câu này cô giảm tải rồi nên không thi. Nên không quan tâm nhiều. Câu số 4. Glucose không thuộc loại nào? Nhi Nguyễn rất tốt đấy, các em nhớ nhá, học thầy nhá, một lần sai là một lần nhớ. Các em cố gắng phải comment thật nhiều đáp án để thầy biết là các em làm đúng hay làm sai. Đúng chưa? Làm sai thì một lần sai là một lần nhớ. Đó, glucose không thuộc loại nào? Tạp chất. Glucose là tạp chất rồi. Có nhóm OH này, với lại có nhóm CHO này. Các carbohydrate thì chắc chắn nó thuộc loại carbohydrate rồi. Monosaccharide càng đúng, tại vì nó chỉ có một gốc glucose thôi. Disaccharide là sai, nó có mỗi một gốc thôi mà. Vậy sai là gì? Ok, Phạm Thị Tâm, đúng chính xác. Câu số 4. Glucose không thuộc loại nào? Đấy. Rồi, câu số 5. Tính chất của glucose là chất rắn, đúng. Vị ngọt, đúng. Ít tan trong nước là sai. 1, 2, không có 3. Loại 3, không có 3. Thể hiện tính chất của ancol 4 đúng. Vậy là 1, 2, 4. Thằng này không có 4. Loại nốt, vậy là 1, 2, 4, 6. Thể hiện tính chất anhít, đúng nốt. Được chưa? Vậy đáp án, câu đúng của chúng ta là đáp án 5. Phạm Lý Vân, chính xác, rất tốt. Hoàng Oanh đúng, rất tốt. Tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 6. Các em nhớ rằng là
chúng ta học theo hình thái là học cực kỳ chăm chỉ, học một tiếng học cực kỳ chất, đúng không? Thì không thể bạn nào theo đuổi được mình. Các em cứ xem học một tiếng cùng thầy cực kỳ chất thì sau này các em trở thành châu vật trên lớp luôn. Câu số 6, để chứng minh trong phân tử glucose, nhớ là bài kiểm tra ở trên lớp được bao nhiêu điểm, nhớ phải báo thầy ngay nhá, thành quả luôn đấy. Để chứng minh trong phân tử glucose có nhiều nhóm hydroxin, lưu ý cho thầy này, chứng minh nhiều nhóm hydroxin, cái này trong tài liệu thầy đã ghi rồi. Người ta cho dung dịch glucose phản ứng với COOH này là nhiệt độ thường, nhớ chưa? Đây là chứng minh OH đa kề, chứng minh OH đa kề trong live VIP được dạy tất cả mọi chiều của thầy, tất tần tật. Câu số 7, để chứng minh, để làm sao cho tất cả các bạn trong live VIP năm sau đạt 99% thi trên 8, thế mới còn kinh khủng. Để chứng minh trong phân tử glucose có 5 này, 5 nhóm hydroxin. Ở bên trên là không chứng minh số lượng thì là CH2 lần nhiệt độ thường, nhưng mà 5 nó nhóm hydroxin, đừng đứa nào ngu mà chọn nhá, thằng này nhá, chết. Tác dụng với anhydrid acetic, nhớ chưa? Để tạo ST5 chức, tạo ST5 chức. Đứa nào không nắm được cái này thì phải mở lại cái chỗ phần mà lý thuyết thầy dạy nhá. Phần lý thuyết thầy dạy vẫn còn lưu ở phần công bố đấy. Bài livestream nào mà thầy dạy xong thì đều lưu ở phần công bố hết. Câu số 8. Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không dùng để chứng minh cấu tạo của glucose? Dữ kiện thực nghiệm nào không dùng để chứng minh cấu tạo của glucose? Gạch chân từ không nhé, không dùng. Hòa tan COOH hai lần nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam, chứng minh có nhiều nhóm OH. OH đa kể. Vậy cái này có dùng, loại. Tạo kết tủa đỏ gạch khi đun nóng với COOH hai lần thì để chứng minh có nhóm, chó. Loại tiếp. Tạo este chứa 5 gốc axit trong phân tử thì chứng minh có 5 nhóm OH. Nhớ nhá, cái này phải nhắc chặt lại rất nhiều nhá. Là sai tiếp. Lên men thành ancol rượu ethylic thì không chứng minh cấu trúc. Vậy là không dùng để chứng minh cấu tạo là gì? Hiểu chưa? Câu số 9. Phản ứng nào sau đây glucose đóng vai trò là chất oxy hóa? Phản ứng nào sau đây glucose đóng vai trò là chất oxy hóa? Các em lưu ý này. Tráng gương là bạc cộng trở về bạc. Đúng không? Thế thì khử tăng o giảm, nhớ cho thầy nhá. Khử tăng o giảm. Bạc cộng với bạc không giảm số xóa nên là thằng bạc đó cộng đóng vai trò chất oxy hóa. Thì glucose đóng vai trò chất khử, nhưng đây yêu cầu chất oxy hóa nên loại. Tính ý vào. Tác dụng với COOH lần trong OH trừ 0, tác dụng nước brom không. Lưu ý này, tác dụng hydro này, hydro 0 về hydro cộng 1. Khử tăng o giảm. Vậy lúc này hydro của chúng ta đóng vai trò là chất khử. Đấy, từ 0 đến dương 1 đóng vai trò chất khử. Vậy thì glucose chắc chắn là đóng vai trò chất oxy hóa. Và đây hỏi đóng vai trò chất oxy hóa. Vậy chắc chắn đáp án đúng mình là đáp án C. Câu 9 đáp án C, rất tốt. Phạm Thị Vân, Phạm Thị Tâm, Hiền Nga, Hoàng Oanh, Trần Minh bị nhầm mất rồi, không sao. Thầy nghĩ là lần sau Trần Minh sẽ làm đúng rồi. Lan Anh đúng, Lê Gầm đúng, rất tốt. Sang câu số 10. Trong thực tế, người ta dùng chất nào để tráng gương? Trong thực tế thì dùng để tráng gương nhé, là sản xuất gương đấy. Sản xuất ruột phích nhá. Là tráng gương đấy, là sử dụng glucose. Không sử dụng anh HCH ô đâu, bởi vì thằng này rất là độc, được chưa? Thằng này chuyên dùng để ngâm xác chết, mà ai đi dùng thằng này để tráng gương, đúng chưa? Được chưa nào, tinh ý chưa? 10 không đứa nào sử dụng IP đâu, IP là chết luôn, đúng không? Ý à cũng vậy. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, đúng không? Giờ tiếp tục sang câu số 11, bệnh nhân phải tiếp đường truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch, đó là loại đường nào? Bệnh nhân phải tiếp đường truyền đường vào tĩnh mạch. Thế thì để truyền đường vào tĩnh mạch thì chỉ sử dụng cái thằng này gọi là huyết thanh ngọt. Huyết thanh ngọt hay còn được biết đến là dung dịch đường glucose. Đáp án đúng đáp án à, có nhiều trong quả nho. Thế nên là có nhiều bạn mà khi mà ốm ấy, nằm xong rồi tiếp đường vào ấy, thì sẽ thấy rằng là sẽ nhìn ở bên trong cái chai ấy, nó có cái hình quả nho, đúng không? Đấy, cứ tưởng là mình được ăn nho nhưng thực ra là được truyền đường glucose. Câu 12. Hợp chất nào sau đây chiếm thành phần nhiều nhất trong mật ong? Hợp chất nào sau đây chiếm thành phần nhiều nhất trong mật ong? Chú ý là thành phần nhiều nhất trong mật ong nhé. Em lưu ý cho thầy, glu thì trong mật ong chiếm 30%, fructose thì trong mật ong chiếm 40%. Vậy nhiều nhất trong mật ong hay còn được gọi là đường mật ong thì nó là fructose. Câu 13. Công thức nào sau đây của fructose thuộc dạng mạch hở? Thế thì fructose chúng ta là có nhóm chức CO đúng không? Đấy, 5 nhóm mắt liền kề. Vậy mình nhìn nhá. Thằng này 2 nhóm CO vứt. Thằng này nhóm CHO vứt tiếp. Được chưa? Nhìn này. 1
2, 3, 4, 5, 6 carbon. Đúng, CO nằm ở bên gần bên ngoài. Chính xác. Vậy đáp án đúng mình là đáp án A. À, đừng mắt lé nhá Tâm. Tâm mắt lé rồi. Fruit cơ mà. Thì CO nó phải như này chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nối đôi O đây mà. OH cuối. OH cuối. OH cuối. OH cuối. OH cuối mà. Vậy đây mà. Đây thì phải đáp án A nhá. Tâm mắt lé rồi. Hãy cẩn thận khi đi thi học sinh giỏi. Không tránh hạn chế thấp nhất cái việc mắt bị lé. Câu 14. Fructose không phản ứng với. Phản ứng với hydro để tạo thành sorbitol này. Sorbitol. Phản ứng với CH2 lần tạo thành dung dịch màu xanh lam. Được chưa? AgNO3 trong NH3 có, bởi vì là trong môi trường, trong môi trường kiềm nên có phản ứng tráng gương. Fructose chỉ không phản ứng với brom thôi. À thầy lướt lên, ok. Được. Thế thì thầy nhìn nhầm mà, thế thầy bắt lé, ok. Dung dịch brom, fructose không tác dụng dung dịch brom. Tao đúng đáp án. Dễ. Câu 15. Chất không tham gia phản ứng thủy phân. Chúng ta lưu ý cho thầy nhé. Bọn disaccharide thủy phân, bọn polysaccharide thủy phân, bọn không thủy phân là bọn monosaccharide. Không thủy phân tương đương với lại bọn monosaccharide. Vậy chắc chắn chúng ta là gì? Sac là disaccharide này, có thủy phân này, tạo thành alpha glu và beta fructose này. Sen này, có thủy phân này, tạo thành beta glu này. Fructose này, không thủy phân này, tinh bột này, có thủy phân tạo thành alpha glu này. Vậy đáp án đúng mình là đáp án sen. Được chưa? Câu số 16. Câu số 16. Nay giải phê nhỉ. Câu số 16. Phát biểu đúng, thầy rất thích dạy trong nhóm live VIP nhà mình nhá. Đấy, các bạn làm việc rất là tập trung và thầy đỡ phải chém gió nhiều. Đấy, thế nên là các em nhớ là về rủ tất cả các bạn ở trên lớp, ở trên trường các em. Bạn nào mà thấy học hóa hơi nát nát mà học các thầy cô ở trên lớp hơi đuối đuối thì bảo bạn ấy đăng ký ngay khóa live VIP của thầy. Rẻ hơn học off, như vậy thì mới khủng được. Là mình có câu 16. Phát biểu đúng về glucose và fructose. Đúng về glu và fructose. Đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với CH2 lần. Đúng. Đúng rồi, xong rồi. Đều nhóm chó là chết. Glu có chó chứ fructose chỉ có ceton thôi. Hai dạng thù hình sai, đều tồn tại chủ yếu dạng mạch hở sai, đều tồn tại chủ yếu dạng mạch bòng cơ. Sai nhá. Câu số 17 nào. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng? Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng? À, xem nhá. Glu và fructose và dung dịch AgNO3 đun nóng sẽ ra phản ứng tráng bạc. Chính xác, bởi vì trong môi trường kiềm thì fructose chuyển hóa thành glu. Ý B, glu và fructose có thể tác dụng hydro sinh ra cùng một sản phẩm. Chính xác, đều sinh ra sorbitol. Sorbitol. Ý C, glu và fructose có thể tác dụng với CH2 lần cùng tạo ra một loại phức đồng. Cái này sai. Glu và fructose có công thức phân tử giống nhau. Chính xác, vậy sai là C. 17 sai là C nhá cả nhà nhá. Trần Minh đúng, Phạm Thị Vân đúng. Rất tốt. Đấy, các em edit thành sách chưa? Phạm Thị Tâm chính xác, rất tốt. Câu 18, Lan Anh đúng. Phát biểu nào sau đây không đúng? Gạch chân từ không đúng. Dung dịch glucose tác dụng với CO2 hai lần trong môi trường kiềm khi đun nóng cho kết tủa CO2O. Chính xác. Glu là tác dụng với CO2 lần trong môi trường kiềm đun nóng tạo thành kết tủa đỏ gạch CO2O phải đúng. Nhưng đây hỏi không đúng à? Loại. Dung dịch AgNO3 trong NH3 oxy hóa glucose thành amoni gluconat và tạo ra bạc kim loại. Cái này chính xác. Chính xác nhé. Trong lý thuyết ở đây có ghi rồi đấy. Bạc cộng về bạc thì nó là thể hiện tính oxy hóa nên oxy hóa glucose thành amoni gluconat và tạo kim loại bạc. Chính xác, nhưng mà đây hỏi không đúng nên vứt. Dẫn khi hydro và dung dịch glucose đun nóng thì kèm xúc tác sinh ra sorbitol. Chính xác tiếp. Dung dịch glucose phản ứng với CH2 lần trong hóa trừ nhiệt độ cao tạo phức đồng glucose là sai, nó phải tạo kết tủa. Vậy sai chúng ta là D. 18 sai rồi. Nhớ nhá. Câu 19. Đường saccharose, đường mía thuộc loại disaccharide nào? Đường saccharose, đường mía thuộc loại disaccharide nào? Thế lưu ý này. Saccharose thuộc loại disaccharide. B bỏ. Ok, tốt, Hoàng Anh tốt, Tâm tốt, Lan Anh tốt, Phạm Thị Vân tốt. Trần Minh tốt. 20. Các bạn này các bạn rất là nhiệt tình trong việc học, chắc chắn điểm thì sẽ cao. 20 cho các chất X vào dung dịch AgNO3 trong NH3. Đun nóng không thấy ra, không thấy xảy ra phản ứng tráng gương. À, thằng này không xảy ra phản ứng tráng gương nhá, lưu ý nhá. Không xảy ra phản ứng tráng gương. Vậy X chỉ có thể là thằng nào? Không xảy ra phản ứng tráng gương à? À, không xảy ra phản ứng tráng gương, vậy thì glu tráng gương, fructose tráng gương, acetaldehyde, acetaldehyde là thằng này.
CH3 CHO cũng trắng gương, vậy không trắng gương là sạc rẻ. Câu 21, loại saccharide không có tính khử. Không có tính khử, không có tính khử là không trắng gương, bởi vì là bạc cộng với bạc là thể hiện tính xóa. Không tính khử là tương đương với việc là không trắng gương, không trắng gương nha. Vậy thì loại mà không trắng gương là gì? Glu trắng gương, phờ lúc trắng gương, man trắng gương. Không trắng gương chỉ có gì thôi? Sạc, rất tốt, rất tinh ý đấy, rất tinh ý. 21 ok. Đấy, các thanh niên hôm nay học rất là mạnh mẽ, thầy rất là vui. Câu 22, nhớ là xong tất cả các buổi live các em đều phải tham gia nhá. Cho chất sạc có thể tác dụng được với, xem nha, sạc ăn được hydroniken đấy, bởi vì nó có nhóm chất ceton mà ăn được C1 lần đấy. Được chưa? Không ăn được AgNO3 trong NH3 thôi. Được chưa? Ăn được CH3 COH trong H2S4 đấy. Vậy đây là xác ăn được 1 2 4 nhá. 1 2 4 thì hơi thiếu nhỉ. Vậy thì đây đáp án đúng, mình đáp án E. 1 2 4 thì thầy sửa thằng này là bằng thêm 4 nữa. Thế thì chọn đáp án này. 1 2 4 các em nhá. 2 2 phải là 1 2 4 nhá. Câu 23. Glucid carbohydrate chỉ chứa hai gốc glucose trong phân tử là sát thì chứa alpha glu và beta group. Tinh bột thì chứa alpha glu rất nhiều. Man này chứa hai gốc glucose. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C, maltose. Câu 24. Sát và man đều là disaccharide vì phân tử khối bằng hai lần glucose là điên. Phân tử có xương nguyên tử gấp hai lần glucose cũng sai. Thủy phân sinh ra hai đơn vị monosaccharide đúng. Sắt thủy phân sinh ra một thằng alpha glu và một thằng beta group. Man thủy phân sinh ra hai thằng alpha glu. Vì vậy nên thủy phân sinh ra hai đơn vị monosaccharide là đúng. Vậy đáp án đúng của mình câu 24 là đáp án C. 25 nào cả nhà. 25 này. Này các em thấy không? Mình phải học như vậy thì nó mới tiết kiệm thời gian. Như vậy thì mình mới khủng được. Các em nên nhớ rằng là level và tốc độ của em học đang ngang bằng với lớp offline này. Lớp offline của thầy tuần tới là kiểm tra trường carbohydrate. Đấy, thế mà chúng ta cũng xong carbohydrate, tuần tới là sang amin, amino acid, peptide, protein rồi. Và tốc độ chúng ta đang ngang bằng lớp offline. Như vậy chúng ta học rất là hiệu quả nhá. Một tuần live stream 4 buổi. Ngang bằng lớp offline, thầy đang dự kiến với tốc độ này thì chúng ta có thể tháng 12 là kết thúc chương trình lớp 12. Câu 25 phát biểu không đúng là dung dịch fructose hòa tan được CO2 hay là chính xác. Nhưng thầy hỏi không đúng à? Thủy phân xúc tác H cộng cho sắt cũng như man đều cho cùng một monosaccharide sai. Sắt thu được alpha glu và beta group. Man thì chỉ thu được hai thằng alpha glu thôi. Mà đây là nói là cho cùng một monosaccharide là sai. Vậy không đúng là B. Sản phẩm thủy phân sen có thể tham gia vào đường trắng gương. Đúng, sen thủy phân ra được thằng maltose hoặc thằng glucose thì đều trắng gương được. B, dung dịch man tác dụng với CH lần đun nóng cho kết tủa CO2O, chính xác. Được chưa? Vậy 25 là B. 26. Chất không tan được trong nước lạnh. Chất không tan được trong nước lạnh, các em lưu ý nhé. Chất nào thì là không tan được ở trong nước lạnh nhỉ? Glucose tan được, sắt tan được, fructose tan được, không tan được trong nước lạnh chỉ có tinh bột. Bê bỏ. 27. Quá trình thủy phân tinh bột bằng enzyme không xuất hiện chất nào sau đây. Tinh bột thì được tạo bởi từ các gốc alpha. Bằng enzyme thu được dextrin, maltose, glucose, chỉ không thu được saccharose thôi. 27. B. Sắt đúng không? 28 nào. Nay mình chỉ tối nay mình chỉ làm 40 câu thôi nhá. Chủ nhật mình chiến tiếp, được chưa? Chỗ này thầy có bao nhiêu câu nhỉ? 102 câu mà. Đúng không? 102 câu rồi. Câu 28, phát biểu nào sau đây là đúng. Fructose có phản ứng trắng bạc chứng tỏ phân tử fructose có nhóm CH2O sai. Tại sao fructose có thể là năng trắng bạc? Bởi vì fructose trong môi trường kiềm thì nó chuyển hóa thành glu. Được chưa? Thủy phân sen đến cùng thu được glucose, chính xác. Sen đến cùng thu được glucose, chính xác luôn. Thủy phân tinh bột thì thu được fructose và glu. Sai. Cả sen và tinh bột đều phản ứng trắng bạc, sai tiếp. Đấy nhá. Phải đáp án đúng 28, đáp án B. 29. Công thức cấu tạo của cellulose là. Công thức cấu tạo thu gọn của cellulose là. Xem nào. Cellulose là C6H10O5. Có thể viết lại thành C6H7O2OH tất cả 3 lần. Là C6H7O2OH tất cả 3 lần. Đáp án đúng mình là đáp án B. Hiền Nga đúng, Nhi Nguyễn đúng. Nhầm.
Hiền Nga đúng, Nhi Nguyễn lỗi đấy, Ly Hoàng đúng, Phạm Thị Tâm đúng, Hoàng Anh đúng. 30 nào. Mình còn 10 câu nữa trước khi mình nghỉ. Đấy, mình phải cày như này mới khổ. 30. Chọn những câu đúng. Chọn những câu đúng. Sen Loser không phản ứng với CH2 lần. Đúng là Sen Loser không phản ứng với CH2 lần. Nhưng tan trong dịch nước Svezia. Đây là nước Svezia. Vậy là một đúng. Glucose còn được gọi đường nghĩa sai. Glucose phải được gọi đường nho. Dẫn khí hydro vào dung dịch glucose đun nóng xúc tác niken thu được polyancol. Chính xác, sorbitol là polyancol. Glucose được điều chế bằng phản ứng bằng cách thủy phân tinh bột nhờ xúc tác HCl hoặc enzyme. Chính xác. Dung dịch xác không phản ứng trắng bạc, không bị oxo nước brom, chứng tỏ xác không có nhóm chó. Chính xác. Man thuộc loại disaccharide có tính oxo và tính khử. Chính xác, bởi man có nhóm chó nên nó sẽ giống với lại thằng glu. Tinh bột là hỗn hợp của hai polysaccharide là amylose và amylopectin. Hỗn hợp của hai polysaccharide, chính xác. Vậy mình có tất cả đúng hết trừ một thằng hai thôi. Thằng này có hai vứt. Thằng này có hai vứt. 1 3 4 5 6 7, chính xác. B bỏ. Úi giời ơi, câu này mới chết nhiều. 30 B bỏ. Hiền Nga đúng, Lan Anh đúng. Nhi Nguyễn lỗi. Tâm đúng, Vân đúng, Hoàng Anh đúng, nó tốt. Ra câu 31 nha. Đấy, cứ bảo mấy câu đếm nhận định là chết như gà rạo luôn. Nhận định sai về sen. Sen là thành phần chính tạo nên lớp màng thực vật và bộ khung của cây cối. Nghe mẹ đúng nha. Ta có thể viết công thức của sen C6H7O2H tất cả 3 lần tất cả 1 lần, đúng nha. Sen có tính phân tử khối rất lớn, chính xác. Sen có tính khử mạnh, cái này là sai. Sen làm gì có tính khử, sai gì. Câu 32. Tính chất của sen là chất rắn. Đúng. Màu trắng, đúng. Tan trong các dung môi hữu cơ. Chưa ổn lắm. Chưa ổn lắm thôi. Cấu trúc mạch thẳng. Khi thủy phân tạo thành glucose, cái này đúng này. Cấu trúc mạch thẳng đúng này. Thủy phân tạo thành glucose đúng này. Dùng để điều chế tơ visco là ngâm vào thằng CH2 là ra được tơ visco. Dễ dàng điều chế từ dầu mỏ, sen không thể điều chế được từ dầu mỏ. Vậy là 7 không có. Vậy có 7 là vứt này. Có 1, có 2. Có 1, có 2. Thằng này không 2 vứt này. Được chưa? Có 1, có 2. Thế giờ xem nào. Có 4, có 5, có 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Thế giờ thằng 3. Tan dung môi hữu cơ. Sen có tan trong dung môi hữu cơ không? Không. Sen là không tan trong xăng, không tan trong dầu. Vì vậy nên là 3 không có. Vậy là 1, 2, 4, 5, 6. Nhớ nha. À, chính xác, tầm đúng. Tốt đấy. Câu 33. Bắt đầu các em thấy khó chịu hơn rồi đúng không? Cellulose không phản ứng với tác nhân ở dưới đây. CH2 trong NaOH để tạo thành nước Svezia and tơ visco. Đây là nước Svezia thì tạo thành tơ đồng. Thằng này thì tác dụng HNO3 để tạo thành cellulose trinitrate, vậy là chỉ không tác dụng hydro niken thôi. Đi bỏ. Câu 34, chất lỏng hòa tan được sen là nước Svezia. Dễ. Câu 35. Giữa tinh bột xác glu có điểm chung là chúng thuộc loại carbonate. Đúng rồi, tất cả chúng này thuộc loại carbonate. Đều tác dụng CH2 lần, chú ý tinh bột không tác dụng với CH2 lần. Thủy phân thì chú ý glu không bị thủy phân. Không phải trắng bạc, chú ý glu có trắng bạc. Đúng chưa? Vậy là 35 chúng ta đáp án là 36. Xác, tinh bột, sen đều có thể tham gia phản ứng. Trắng bạc là không nhá, xác, tinh bột, sen không trắng bạc. Phản ứng CH2 lần thì tinh bột và sen thì không. Đổi màu iốt thì mỗi tinh bột thôi. Phản ứng thủy phân, thằng xác thủy phân, tinh bột thủy phân, sen cũng thủy phân. 36 C. Kinh không? Mình chữa nốt 37, 38, 39, 40 nhá, rồi mình nghỉ. Sau đó là sáng nhật mình cày tiếp từ câu 41. Thấy chưa? Sáng nhật mình cày tiếp từ câu 41 cho đến hết. Sáng nhật mình cày hết từ câu 41 cho đến hết. Câu 37. Chất không có khả năng phản ứng với AgNO3 trong NH3 đun nóng giải phóng bạc. Xác. Sao không phản ứng AgNO3 trong NH3 chứ Fruc có, Glu có, Man có. 38. Nhóm chất mà tất cả các chất đều tác dụng với nước khi mà xúc tác, đây là phản ứng thủy phân ấy. Benzen không thủy phân. Đúng chưa? CH6 không tác dụng với nước đâu. Vứt tiếp. Được chưa? CH4 không tác dụng với nước, vứt tiếp. Tinh bột thủy phân này, CH4 cộng với nước để tạo thành CH5OH này. CH2 cộng với nước để tạo thành CH3CHO này. Dề. Ok. 38 gì? 39.
Chính xác, hiền Nga rất tốt đấy. Hiền Nga bạn này học khá chắc kiến thức đấy. 39. Thằng này đều có khả năng tinh bột, sen, xác, man hòa tan CO2 lần, tinh bột và sen không hòa tan CO2 lần. Trùng ngưng, càng không. Tráng hương, tinh bột, sen, xác, không tráng hương. Thủy phân, hai thằng này là polysaccharide thủy phân, hai thằng này là disaccharide thủy phân. Dê. 40, câu cuối cùng của tối ngày hôm nay. 40, câu cuối cùng của tối ngày hôm nay. Cho dãy các chất, số chất trong dãy tham gia được phản ứng tráng hương là. Chú ý, CH2 có tác dụng với AgNO3 trong NH3 nhưng không có tráng hương. HCSO có chó. Đây này, nên tráng hương. HCOH có đầu, HCO nên tráng hương. Thằng này có chó, tráng hương. Thằng này không có chó, vứt. Thằng này mantozơ có chó, tráng hương. 1, 2, 3, 4. Đáp án đúng đáp án dê. Ok, buổi live stream tối nay chúng ta tạm nghỉ tại đây. Hẹn gặp lại các em vào 7:30 sáng chủ nhật. Mình làm nốt, mình chiến nốt từ câu số 41 cho đến câu 102. Bye bye, chào cả nhà, chúc cả nhà ngon nhé. Nhớ theo dõi các buổi live stream. Bye bye.